Kèo này là 8x với 8x anh em nha, tiêu dao tiêu dao. Đây là đại diện là dân chơi và Sertra De Blue. Ngon đấy, cái áo này mình kết cái áo này đấy. Hỏa công này, cái này cũng ngon này. Quên mất đang soi dân chơi. Chế hết này đi cho đỡ lag nha. Ok, đây là bên ái giả tương tự đấy, gấu ấy. Ngon đấy. À hôm nay không thấy ai em ơi, hôm nay không thấy ai cả. Đâu lần hai chứ Hùng ơi. Lần hai chứ. Mua cái vang hoặc là khó thật đấy. À 8 mic em tự làm thôi, đáng bao nhiêu đâu mà. 8x em tự làm thôi, chứ còn ác thì bây giờ ác rẻ chỉ 119 thôi. Thì nó review bot tiêu dao sau anh em nha, bây giờ làm kèo đã. Lần một là trước khi học tranh. Lần hai là lúc full cam. Đâu full cam mà khác mà em ơi, có phải ăn này đâu. Có tiêu dao đấy, tiêu dao khác em ơi. Hùng ơi, không phải tiêu dao đấy. Có tiêu dao full cam mà còn tiêu dao khác.
Mẹ nó tự nhiên lại có cái dòng chữ này, Trương Dĩnh Quốc này. Ok, trận đấu tiêu dao bắt đầu anh em nhá. Đâu rồi? Không phản hồi luôn à? Sẵn sàng chưa? Treo à? Ok, trận đấu bắt đầu anh em nhá. Có bên YouTube không anh? À Vũ Quang ơi, một lát nữa thì anh sẽ post lại nhá. Tại hôm nay có một trận này tiêu dao với tiêu dao nó cũng nhanh đấy mà. Nên là anh không live trên YouTube. Anh em nào lát giật thì tí nữa có thể xem lại trên YouTube nha. Trận 1 là dân chơi win anh em nhá, trận 1 dân chơi win. Hiệp 2 sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa. Anh em nào lag giật mờ thì tí nữa lên xem lại trên YouTube nhá. Tại vì Facebook này thì mình không làm nào được cả. Cài thì cài 1080 rồi đấy nhưng mà nó giật thì chịu, thật nói thật là giật thì chịu thôi. Ra đây cho bạn ấy nhìn thấy ngay. À đây quả chùy của mình nhá, lâu lắm mới cầm được quả chùy này.
À, lúc nãy Hùng bảo là ác tiêu dao full cam nữa, là đấy là ác khác, đấy là ác kệ Mino Region 2 đã được build lại. Kệ Mina. Ác đấy 6 cam mà lúc nào anh ác đấy 6 cam lâu rồi mà, từ lúc thằng ấy nó còn chơi mà em, thằng chủ ác cũ nó còn chơi đã full cam rồi, à full nữa, 6 viên cam anh nói nhầm đấy, từ lúc chủ ác cũ là vẫn 6 viên cam rồi. Dân chơi vô địch. Thực sự mà nói thì đồ dân chơi mình nghĩ là nó nhỉnh hơn. Ngay như anh em có thể thấy là đặc biệt là cái áo ấy. Cái áo của dân chơi khá là VIP đây này. Đó, cái áo này thì khá là VIP. Và những cái đồ này của bạn ấy thì cũng khá là ngon này. Mặc dù là điểm nó không không phải là max boss nhưng mà nó dòng chuẩn đấy. Dòng chuẩn boss đấy. Thì mặc dù thấp nhưng mà nó vẫn ngon hơn những đồ kia. Đây này, đều có hội thủ hết, nó sàn nó rất là đẹp. Cho nếu bên này ok thì chiến luôn, không cần đợi 5 phút nữa. Hai bên cùng tiêu dao nên là cũng không cần phải cũng không cần phải đổi cây anh em ạ. Đây rồi. Chắc là chưa hồi skin nên bạn ấy vẫn đang chờ, không biết là có gì không. Đứng chỗ này rồi thế, ra chỗ rộng hơn đi. À đây rồi, đây rồi.
Ok rồi. Ok, trận 2 bắt đầu anh em nhá. Trận 2 bắt đầu. Không biết có khiếu nại gì không mà vẫn còn nằm đây. Win kèo bán quẩy. Dân chơi win anh em nha, dân chơi win.